Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thằng cùng phòng mình nó bỏ đi ra ngoài rồi, cho nên là mình sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể tâm sự với các bạn nhiều vấn đề hơn. Và hôm nay mình sẽ có một thứ để chia sẻ cho các bạn, đó chính là ta-da! Đây chính là đồng phục của trường mình. Thì các bạn cũng biết là khi các bạn học ở Hàn Quốc thì trường sẽ được chia rất nhiều khoa, và mỗi khoa sẽ có một đồng phục khác nhau, và mỗi đồng phục thì có từng loại màu khác nhau, cũng có nhiều ký hiệu và biểu tượng khác nhau dành cho từng khoa. Thì hôm nay mình sẽ khoe các bạn, đấy chính là đồng phục của người nước ngoài ở trường mình. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy đây là cái chữ này, là bên phía bên vai bên ngực bên trái. Đây là biểu tượng chữ cái đầu tiên của tên trường mình. Và tiếp theo thì có một số trường á, người ta bên tay bên này người ta sẽ để một vài con số, thì con số đó có nghĩa là họ học khóa bao nhiêu ở bên này. Và tuy nhiên thì đối với người nước ngoài thì họ sẽ dùng cái logo của trường luôn. Các bạn thấy cái logo này không? Đẹp cái bộ. Và mặt đằng sau, đây là mặt đẹp nhất của cái áo ngày hôm nay. Các bạn thấy ở đây có chữ Dongmi University, đây là trường của mình. Bây giờ các bạn đừng hỏi mình học ở trường nào nữa nha. Đây là trường của mình đó. Thì dưới trường này chúng ta sẽ có, đó chính là một cái logo, một cái map, một cái bản đồ và có dòng chữ. Thế này là thích ghi gì ghi cũng được, nhưng mà vấn đề đây chính là đồng phục của trường mình. Thì nếu các bạn học ở Hàn Quốc á, và các bạn vào chuyên ngành, một chuyên ngành nào đó, thì đương nhiên các bạn sẽ có một cái đồng phục như thế này. Thì giá đồng phục này cũng hơi chát một tí, nếu mà quy đổi qua tiền Việt Nam tầm khoảng 800.000 Việt Nam cho tới 1.000.000. Tuy mắc như vậy nhưng mà thực sự chất lượng của áo là rất là tốt luôn. Các bạn có thể mặc vào mùa đông hơi lạnh một chút xíu thì các bạn mặc rất là ấm. Giờ mình sẽ mặc cho các bạn xem nha. Và mặt bên sau này rất là ngầu phải không? Thì thực tế hôm nay cái clip này mình làm ra là cũng để muốn khoe các bạn cái áo này thôi, không có gì hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, tạm biệt. Thank you.